LPL tiếp tục ra thông báo xử phạt The Shine và Cannavi. The Shine là cái tên mới nhất nằm trong danh sách vi phạm ở LPL mùa hè năm nay. Theo thông báo mới nhất từ ban tổ chức, đường trên của Weibo Gaming đã không có mặt đúng giờ quy định trong trận gặp OMG ngày 24 tháng 7. Vì đây là lỗi không quá nghiêm trọng nên The Shine chỉ phải nộp tiền phạt và không ảnh hưởng nhiều đến Weibo. LPL mùa hè vẫn đang diễn ra theo hình thức online, vì vậy The Shine cùng các đồng đội tại Weibo vẫn thi đấu ở Gaming House từ đầu mùa đến nay. Do đó, nguyên nhân tuyển thủ này đi trễ khiến nhiều người thắc mắc. Nhiều khả năng The Shine có việc gấp cần giải quyết vào lúc đấy. Rất may điều này không ảnh hưởng nhiều đến trận đấu và Weibo Gaming đã có chiến thắng nhanh chóng trước OMG. Cannavi cũng là tuyển thủ phải nhận án phạt trong tuần thi đấu vừa qua vì lý do còn oái oăm hơn. Cụ thể, người đi rừng của JD đã khiến trận đấu bị gián đoạn đôi chút vì chuỗi không dây của anh hết pin. Do không chuẩn bị kỹ lưỡng nên các nhân viên cũng mất khá thời gian để thay pin cho tuyển thủ này. Trường hợp còn lại thuộc về người chơi đường giữa Crying của Ultra Prime. Tuyển thủ này cũng đi trễ như The Shine và nộp phạt một khoản tiền tương tự. Tất nhiên, những án phạt hành chính này chỉ mang tính tượng trưng và không gây ảnh hưởng nhiều đến tuyển thủ cũng như toàn đội. Nhưng điều đấy cho thấy ban tổ chức mong muốn giải đấu được vận hành một cách chuyên nghiệp và những lỗi dù là nhỏ nhất cũng không được bỏ qua. Ngay cả những quy định về đồng phục thi đấu LPL cũng rất nghiêm khắc. Trước đây, Doenbi hay Tian từng bị phạt vì mang tất không đúng quy định, trong khi huyền thoại như Uzi cũng không thoát khỏi án phạt vì đi dép lê thi đấu.